Nếu mà quả thực là bạn bị nhiễm nấm thì sẽ bắt buộc phải điều trị cho cả chồng nữa đấy bạn ạ. Thưa bác sĩ, dạo gần đây em hay bị da dịch âm đạo đặc trắng lợn cợn giống như bã đậu, vậy có vấn đề gì không hả bác sĩ? Đây là một câu hỏi mà thường xuyên các bác sĩ sản phụ khoa được nhận được từ phía bệnh nhân. Việc đầu tiên thì xin mời bạn hãy đến với bệnh viện của chúng tôi để được thăm khám. Với những cái triệu chứng này của bạn thì có vẻ như là bạn đang bị nhiễm nấm ở âm đạo. Không hiểu rằng bạn có bị những cái viêm ngứa đỏ hay là đau rát khi quan hệ hay không, bởi vì đây thường là những cái dấu hiệu đi kèm. Hãy đến với cả chúng tôi để chúng tôi sẽ cho bạn để được soi tươi. Cái việc soi tươi thì vô cùng là quan trọng, bởi vì sẽ có giá trị đầu tiên là phải nói là chẩn đoán xem rằng là của bạn có bị viêm của âm đạo hay không. Cái thứ hai là chúng tôi sẽ đánh giá được cái mức độ, xem cái số lượng bạch cầu như thế nào, độ pH như thế nào trong âm đạo của bạn, để xem cái mức độ của bạn viêm là mức độ nhẹ, vừa hay là nặng. Cái thứ ba quan trọng nhất đó là bạn bị nhiễm nấm. Bên cạnh nhiễm nấm thì bạn có thể mắc thêm cả những cái vi khuẩn chlamydia, là những thứ mà rất hay đi kèm với cả những cái tình trạng của nấm. Nếu mà quả thực là bạn bị nhiễm nấm thì sẽ bắt buộc phải điều trị cho cả chồng nữa đấy bạn ạ. Khi mà bạn nhiễm nấm thì sẽ rất dễ lây sang cho chồng. Khi mà lây sang cho chồng thì anh chồng sẽ luôn luôn có một cái câu hỏi là này: tại sao tôi lại phải điều trị nhỉ? Tôi có dấu hiệu gì đâu. Vợ tôi bị nấm thì cứ điều trị nấm đi, liên quan gì đến tôi? Tôi chẳng làm sao hết và tôi vẫn đang hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên đấy là một câu trả lời không đúng của người chồng. Khi mà người vợ bị nhiễm bệnh sẽ lây sang cho chồng, và người chồng ấy sẽ không biểu hiện ra triệu chứng. Lý do bộ phận sinh dục của nam giới sẽ được hoàn toàn tiếp xúc với cả không khí ở bên ngoài, trong khi âm đạo của người phụ nữ thì không có không khí ở bên trong. Thế thành ra là rất dễ bị các cái tác nhân viêm nhiễm, đặc biệt là nấm gây ra. Thế thì khi mà người đàn ông bị nhiễm nấm thì thường không có biểu hiện bệnh lý và chỉ dưới dạng là bào tử mà thôi. Vì vậy, nếu như mà chỉ có điều trị đơn thuần cho người vợ thì sẽ ngay lập tức tái phát cho cả vợ và cả chồng. Có rất nhiều các nguyên nhân mà gây ra nhiễm nấm. Đầu tiên là phải nói đến là các cái vệ sinh không được tốt và tiếp xúc với cả các nguồn lây, nó làm thay đổi cái môi trường của âm đạo. Chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản như thế này này. Trong môi trường âm đạo thì có những cái vi khuẩn có lợi và những cái vi khuẩn có hại. Hai loại vi khuẩn này tương tác với nhau và tạo thành một cái hệ môi trường ở trong âm đạo thật là cân bằng. Nhưng vì một lý do nào đó mà cái môi trường này nó bị phá vỡ thì sẽ tạo ra các tác nhân viêm nhiễm, đặc biệt là nấm. Đầu tiên, cái nguyên nhân đầu tiên đó là do sử dụng thuốc. Có những cái bệnh cảnh đó là gì? Là sau khi mà sử dụng kháng sinh, do viêm họng, do viêm lợi, do đau răng, do đau dạ dày vân vân và vân vân. Sau khi mà điều trị kháng sinh xong thì môi trường âm đạo bị thay đổi và ngay lập tức là bị nhiễm nấm. Cái thứ hai là có những cái tác nhân nấm từ bên ngoài vào, ví dụ như là vệ sinh không tốt, nguồn nước không tốt, và có thể có những trường hợp là tự nhiên bị nhiễm nấm do cái kháng thể của cơ thể giảm đi. Có rất nhiều các bé gái chưa có quan hệ tình dục nhưng do vệ sinh không tốt thành ra là bị nhiễm nấm, thậm chí còn nhiễm nấm rất là nặng, và đã có rất nhiều các trường hợp chúng tôi đã phải điều trị dai dẳng kéo dài, và có một số ít các trường hợp những thiếu nữ 18-19 tuổi là đã phải nhập viện và điều trị kháng sinh đường tiêm truyền thì mới điều trị được hết những cái hậu quả của nấm. Khi một người phụ nữ mà bị nhiễm nấm thì chúng tôi sẽ có những cái lời khuyên, đó là nên đầu tiên là phải nói đến là chúng ta phải làm sạch, là phải đảm bảo cái nguồn nước mà khi mà chúng ta dùng để vệ sinh. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là những cái quần áo lót, những cái quần lót ấy thì sẽ được khuyên là sẽ được làm vệ sinh sau khi mà giặt xong thì sẽ phơi ngoài nắng để cho tiêu diệt hết tất cả những cái bào tử của nấm, và tốt nhất là có thể sử dụng qua nước sôi để điều trị để tiêu diệt các cái bào tử nấm. Bên cạnh đó thì các cái dung dịch vệ sinh phụ nữ cũng là một
vũ khí vô cùng lợi hại để chúng ta chống lại những cái tác nhân như thế này. Khi mà các bạn về nhà thì nên mặc những cái quần áo rộng và có thể không sử dụng những cái đồ lót để làm sao để tăng cái cơ hội tiếp xúc với không khí của âm đạo. Đấy cũng là một trong những cái phần vô cùng quan trọng để làm hạn chế sự phát triển của nấm ạ. Khi mà bị nấm thì nên hạn chế quan hệ, vì làm sao nó sẽ làm cho, thứ nhất là sẽ lây sang cho bạn tình, thứ hai là sẽ làm cho cái việc viêm nhiễm nó sẽ càng tăng cao. Và nếu như mà không tránh được cái việc mà quan hệ ấy, thì sẽ khuyên là nên sử dụng bao cao su thì sẽ hạn chế tất cả những cái tác hại vừa rồi. Tuy nhiên cái việc mà chúng ta không quan hệ và điều trị thì khi nào mà khỏi hẳn thì chúng ta quan hệ trở lại thì sẽ là tốt hơn và được khuyến cáo hơn.